Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Chơi Mario Party top 100 mini game. Ok, bắt đầu nào. Chọn một số game khởi đầu. Ok, track right. Ok, bắt đầu nào. Yoshi. Ok. Finish. Oh yeah. Ôi, 85.7%. Ok, game tiếp theo nào. À, Cow Bomb. Ok. Sao vậy, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Ok, chắc chắn là 15 rồi. Yeah. Exactly. Ok. Tiếp theo nào. Oh. À. Không nhìn hướng. Hướng chỉ định. Tạm là vậy. Tiêu. Một điểm. Có lên. Ôi, mọi người đang hòa. Ôi, chết rồi. Bài đẹp rồi. 8 rồi. Cố lên. Cuối thôi. Xuống. Ok. Kết thúc là 8 điểm. Dẫn đầu. Yeah. Auto nè. Đập đá. Break the stone. Cố lên nào, nhanh nào. Ôi, 3 hòn rồi. Có lên. Ê, vừa rồi, có lên. Sắp đến đích ạ. Sắp đến siêu to rồi. Ok, về đích rồi. Yeah.
game. Tìm bánh. Nhớ, nhớ miếng bánh ở đâu. Oh. Này thì méo ai mới biết được ở đâu. Bom. Ai à, bánh à. Wow. Oh shit. Rồi, hai người loại rồi. Con này may. Ok. Oh, alright. Đập, đập. Hạ xuống đi. Oh, xui quá, xui quá. Đây rồi, đánh gôn đây rồi. Có nào, chưa một lần vào lỗ. Uầy. Hole in one luôn. Siêu là đấy. Còn đây nào. Ôi sao. Có vẻ khó khăn đấy nhỉ. Một mét 13. Ok, mình đứng thứ 3. Next game. Okay. Xem ai là người. Yeah, hai người nhất rồi. Hai nhất tại sao lại có 2, 3? What? Okay. Ra. À, con lợn này. Lên nào. Oh, sợ, mới được 14 quả này. Ok, mình sẽ khép được game tại đây. Và thứ hai để like, subscribe cùng kênh mình nhé. Bye bye.